Rồi, em Thương xin chào mọi người nhé. Em Thương lên sóng buổi trưa cho mọi người một gốc cẩm chỉ ông ba. Cục đây 25 cân các bác nhé. 25 cân chuẩn luôn này. Nói chung là tương đối là khô, vân thì rất là vít. Khô đến 80% là các bác nhé. Đéo sắp ra rồi. Có chiều dài. Chiều dài này các bác này. Từ dưới lên đây này. 65 phân này. Đế này. Đế rộng được 16 này. Chỗ đây được 21 này. Chỗ đây được 25,5 này. Chỗ này được 32 này. Nói chung cái này xẻ là vô tư các bác nhá, xẻ vô tư luôn. Cái đầu rễ đây được 15 này. 15 10 này. Vân rất là phê. Các bác nhìn này. Phê lắm. Cái này xẻ bao đẹp luôn. Xẻ là bao đẹp luôn các bạn. Úp xuống cho các bác xem này. Vân cũng phê lắm. Xẻ đục đẽo các kiểu luôn các bác nhé. 25 cân. Bác nào thiện chí liên hệ em Thương nhá. Đặc xịt. Số điện thoại 0338918991 nhé. Cái mặt này, cái chiều này của nó dày 12 phân các bác nhé. Chiều đây này. Nhưng mà cái chiều kia của nó lại mỏng. Cái góc bên đây nó lại mỏng được có 7 phân. Nói chung là xẻ đóng đồ bao đẹp. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Cẩm chỉ ông ba.